Mến chào anh em, là tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Độc Lạ Cần Thơ. Thì đến với clip ngày hôm nay thì bên kênh Độc Lạ Cần Thơ muốn sưu tầm được vài sản phẩm rất là đẹp, độc và lạ luôn nha, để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh ha, để mai mốt còn lên những sản phẩm tiếp theo quay lên để gửi đến cả nhà mình nha. Sau đây là tổng quan một số loại sản phẩm ha. Hôm nay là có hai cái cây bật lửa của Nhật nha, đó Nhật ha, rồi có một số loại sản phẩm độc lạ nữa đây, và có một số tượng đồng sẽ giới thiệu cùng cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm để gửi đến cả nhà mình ha. Rồi mã số 1 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình, em có sưu tầm được hai cái sản phẩm rất là độc lạ nha. Cái này là không biết là của con gì ha, chỉ mang tính chất sưu tầm phong thủy thôi nha, rất là đẹp, độc và lạ luôn. Ngắn ngắn đây ha, một cái thì nó ngắn ngắn, còn cái bên đây nó cong nha, nó có cong đây, đây nó có u có nần ra nè, rất là độc lạ ha. Cái này là chỉ mang tính chất sưu tầm độc lạ thôi, không biết của sản phẩm nào ha, tại em vừa mua được của dân hai cây này rất là độc lạ, thì quay lên gửi đến cả nhà mình ha. Thì chiều dài của cây này có khoảng là 12, còn cây này có khoảng là 11 nha. Và một cặp như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 3 triệu đồng cho hai cây ở hai mẫu khác nhau, mà số 1 trong video hôm nay thì gửi đến cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ em ha. Rồi sản phẩm số 2 trong video hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình gần Tết rồi nha. Hôm nay em cũng còn được vài tờ 2 đô năm 1976 có tem nha. Đây là một những sản phẩm rất là đặc biệt ha. 2 đô được phát hành năm 1976, đặc biệt là nó có đóng tem nha. Tem kỷ niệm 200 năm độc lập nước Mỹ. 1776, kỷ niệm 200 năm độc lập nước Mỹ nha. Nước Mỹ thì được thành lập năm 1776 tới năm 1976, kỷ niệm 200 năm. Những tờ này là đầu tiên ha, được phát hành đầu tiên, tờ 2 đô được năm 76 được xem là tờ tiền may mắn nhất thế giới nha. Và hôm nay em có sưu tầm được vài tờ, nó có đóng tem trên này nè, tem những tờ đầu tiên là được dán tem nha, để kỷ niệm 200 năm độc lập nước Mỹ ha. Đó, tem hình con ó đây, có những cái lá cờ của Mỹ nữa nè. Năm 76, tờ tiền may mắn nhất thế giới có tem. Và một tờ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 280.000 một tờ nha, có tem chưa qua sử dụng ha. 1976 có tem mà chưa qua sử dụng nữa. Cái này có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ em ha. Đây là mã số 2 trong video ngày hôm nay. Và mã số 3. Mã số 3 thì giới thiệu với cả nhà mình một dòng bật lửa rất là độc lạ luôn. Đây là một dòng bật lửa của do Nhật sản xuất ha. Và khoảng thập niên 1960. Con này còn kèm theo đế luôn nha. Hôm nay em có hai cây. Đây là mã số 3. Mã số 3 trong video ngày hôm nay. Thì cái này em thử săn cho mình xem ha. Bật lửa của Nhật nha, kèm theo đế luôn, được chế tác rất là độc lạ. Bỏ xăng vào ha, nửa về mình bỏ xăng vào nha, này em thử tiêm xăng thôi. Về mình bỏ xăng ở chỗ đầu nè. Đó, bật lên là cháy ha, rất là nhạy lửa nha. Dòng bật lửa của Nhật, con này là đế là nguyên zin luôn. Con này thì có giá giao luôn cả nhà mình là 2 triệu đồng cho một con bật lửa như thế này. Đây là mã số 3 có trong video ngày hôm nay, kèm theo đế luôn ha, đế của nó luôn ha. Đây là mã số 3. Rồi mã số 4, mã số 4 là một cây nhưng mà không có đế. Thì tại vì em có sưu tầm được hai cây, một cây có đế, một con cây không có đế nha. Cây này về em gắn đế vào cũng được. Đó, con này là mẫu số 4 trong video ngày hôm nay. Đó, con này thì mất đế ha. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình. Con này thì không có đế thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1.800.000 thôi. Cũng có hơi phôi phai theo thời gian nha. Đây là mã số 4 có trong video ngày hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì cũng sưu tầm được hai cái sản phẩm rất là to. Cái này to nha, mã số 5 nha. Đó, hai cây này hai cây to ha. Thì mã số 5 này tổng trọng lượng là khoảng 600g. Và chiều dài là 20cm, bề ngang là 7. Đó. Để cả nhà mình xem đây. Đó. Cái này cũng không biết của con nào ha, nhưng mà cũng rất là to. Cái này mã số 5 trong video hôm nay. Mã số 5 thì có giá giao luôn cả nhà mình, một cặp này cũng 3 triệu đồng luôn nha. 3 triệu đồng thì mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ ha. Mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 thì hôm nay bên em còn được một cái đồng hồ báo thức con gà. Hồi nãy là con gà trống ha, con gà trống nha, nuôi con nha. Mình lên code phía sau đây. Có chỗ phía sau để lên code, một cái lên code chuông, một cái lên code giờ. Đó. Reo rất là to ha. Mình muốn nó không reo thì mình bẻ cây này vào ha. Đó. Một cái đồng hồ báo thức con gà, cái này có giá giao luôn cái này 500.000 thôi nha. Mã số 6 trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 7 mà bên kênh Độc Lạ Cần Thơ em giới thiệu với cả nhà mình là một cặp mã số 7 là một cặp trâu ha.
cặp trâu nha, một cặp trâu, một cặp trâu nai ha, nai dơi tài lộc, chất liệu bằng đồng, đế có chuyện luôn. Và tổng trọng lượng là khoảng 1 kg 1 kg 3, và chiều dài tổng thể, chiều dài tổng thể là có khoảng là 16 cm, rồi chiều cao là 7 ha. Một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình 1 triệu đồng thôi nha, cặp nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Ở mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ em nha. Đây là mã số 6 cái dòng video hôm nay, là mã số 6. Rồi mã số 7. Mã số 7 mà bên kênh Đọc Lại Cần Thơ với em giới thiệu với cả nhà mình là một cái gạt tàn con cua nha, một gạt tàn đồng con cua ha. 8 cẳng 2 càng đây. Đó, có nắp đậy lại ha. Có tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg. Cái mã số 8 và chiều dài tổng thể là có khoảng là 19. Rồi chiều dài là 20, có 14 cm. Chất liệu bằng đồng, và có giá giao lưu cả nhà mình một cái gạt tàn như thế này 1.200.000 ha. 1.200.000 bao luôn phí ship toàn quốc nha. Đây mã số 8. Rồi thứ hai mã số 9. Mã số 9 là một cái nải chuối chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem đây. Một cái nải chuối ha, 13 quả bằng đồng. Rất là nặng nha. Đây có chữ phân 1908 đây. Và cái nải chuối này á, mã số 9 là tổng trọng lượng khoảng 2,8 kg. Chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 18 cm. Rồi chiều cao tổng thể, chiều cao tổng thể là 6 cm ha, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình một cái nải chuối như thế này 1908 ha, có giá giao lưu với cả nhà mình 1.600.000 cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một cặp voi. Cặp voi này rất là to ha, cặp voi có chất liệu bằng đồng. Cặp voi này thì tổng trọng lượng của cặp voi này rơi vào khoảng là 7,5 kg, chất liệu bằng đồng nha. Và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là, chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 20-26, chiều cao là 16 cm, chất liệu bằng đồng. Đó, một cặp voi ha. Thì cái này làm xem này, trên đây là có chạm tiền nè, rất là nhiều tiền ha. Cặp voi đồng, một con thì vỗ vô một cái thổ vàng, con vỗ vô hồ lô nha, một cặp như thế này. Đó, có tổng trọng lượng là khoảng 7,5 kg, có giá giao lưu cả nhà mình mã số 10 ngày hôm nay là một cặp voi như thế này là 3.600.000 ha, bên em bao luôn phí ship toàn quốc. Mã số 10. Rồi mã số 11. Mã số 11 là một cái cây bút cốc nha, chiêu tài hút lộc. Và cây này tổng trọng lượng là khoảng 3,5 kg, chiều dài tổng thể là có khoảng là 30, chiều cao tổng thể là 22, chất liệu bằng đồng. Đây các em xem ha, đây là một cái bút hai con cốc tổng 3 thỏ vàng. Thì cái này có giá giao lưu với cả nhà mình một cái bút cốc như thế này, có giá giao lưu cả nhà mình mã số 10, có tổng lượng 3,5 kg là 2.200.000 là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11 là bên em còn được hai cái mẫu tượng bên công giáo ha, chất liệu bằng đồng. Đây bên em xem hai tượng hai mẫu khác nhau nha, đó cũng là tượng cha ha, hai mẫu khác nhau, tổng trọng lượng là khoảng 5,5 kg cho hai tượng, mỗi tượng khoảng 2,5 kg, chiều cao là 30 cm. Đó, chất liệu bằng đồng, thì cả nhà mình xem nha. Rồi, mỗi một tượng có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.600.000 ha. Một cặp này là 3.200.000, thì cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ nha. Tượng này là tượng rất là nét, rất là đẹp. Đó, tượng này rất là đẹp như cả nhà mình ha, tượng nét, tượng đẹp thì giá nó hơi cao hơn chút xíu nha. Đó, thì cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ ha, mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11 là khương tử nha, cỡ này đó là ông khương tử nha ha, cỡ trên một con nai nha, chất liệu bằng đồng. Và mã số 11 này tổng trọng lượng là 2,2 kg, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 28, bề ngang là có khoảng là 18, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình các phẩm như thế này 1.800.000. Và mã số 11. Và mã số 12 của ngày hôm nay là một cái đỉnh tam hạt. Đây cái này em xem ha, đây là một cái đỉnh tam hạt nha, đỉnh này rất là to, một cái đỉnh đồng tam hạt. Đó thì đỉnh này tổng trọng lượng là khoảng 5 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cái này em xem đây, rất là đáng đi sưu tầm nha. Thì đỉnh này thì chiều cao tổng thể gần 40 cm, rồi bề ngang tổng thể là tầm có khoảng là 27, chất liệu bằng đồng. Và mã số, đây là mã số 12 chứ, là cái nhà mình ha, số 12 có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.900.000 nha, 3.900.000 cho cây đỉnh tam hạt. Và mã số cuối cùng, mã số 13,
Đây đỉnh tam hạt đây các anh em xem ha. Ở số 13 là một cặp tỳ hưu nha. Cặp tỳ hưu rất là to. Đó, bao gồm hai con. Cặp tỳ hưu khổng lồ nha. Cặp tỳ hưu này lâu lâu mới có được một cặp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Cặp tỳ hưu to. Cặp này tổng trọng lượng là khoảng 21,8 kg, gần 22 kg. Chất liệu bằng đồng. Đây các nhà mình xem đây. Cặp to rất là to ha. Nặng gần 22 kg nha. Những con to như vậy ít có gặp. Và chiều dài tổng thể. Rồi chiều dài tổng thể của con này tổng khoảng là 56 cm nha. Và chiều cao. Chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 33. Và có giá giao luôn với cả nhà mình một cặp như thế này là 12 triệu đồng ha. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. Quay một quay cho mình xem ha. Đây bề ngang nè. Bề ngang của mỗi con ha. Rất là đẹp nha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ kênh Độc Lạ Cần Thơ em nha. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.